Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái chủ đề là người đàn ông họ nghĩ gì và họ cảm giác như thế nào khi họ từ bỏ một mối quan hệ, hay là nói một cách đau đớn hơn là họ từ bỏ người phụ nữ của họ. Tuy nhiên, trước khi nói về chủ đề đó thì mình có cái thông báo như thường lệ để cho những bạn nào mà muốn tìm cách liên hệ mình qua fanpage, qua Facebook, qua nhóm kín hay là qua email thì các bạn coi cái đoạn video này nha, và mình sẽ quay lại ngay lập tức, đừng đi đâu hết nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về cái chủ đề khi người đàn ông người ta rời bỏ một cái mối quan hệ thì người ta nghĩ gì, mà tại sao người ta rời mối quan hệ, hay là người ta cảm giác như thế nào, và nó vẫn thường là một cái bí ẩn với rất là nhiều những bạn nữ, kể cả những người vợ đã chung sống với ông chồng của mình lâu năm. Khi ông chồng bỏ đi, họ không hiểu tại sao. Là giải thích mà chị em phụ nữ thường có nhất là người đàn ông người ta ham của lạ và người ta bỏ đi cái cũ. Tuy nhiên, mình sẽ đào sâu một chút xíu cho các bạn thấy cái lộ trình một người đàn ông từ cái lúc quen biết người phụ nữ, cái cảm xúc người ta như thế nào cho tới lúc người ta rời bỏ cái mối tình đó. Thì khi người đàn ông yêu một người phụ nữ, cái chính mà anh ta đến đầu tiên hết á là cái bản năng. Rất ít người bị cái dạng tiếng sét ái tình, tức là yêu thật sự và yêu ngay cái lần đầu tiên, thậm chí yêu ngay cái giây đầu tiên. Cái đó rất ít các bạn. Bình thường là một người đàn ông khi thấy một người phụ nữ đẹp, tức là đẹp trong mắt anh ta, là cái bản năng của anh ta nó trỗi dậy, và cái bản năng chinh phục và chiếm đoạt người phụ nữ đó nó trỗi dậy, và người đàn ông đó sẽ có những cái động tác dẫn tới việc chinh phục người phụ nữ đó theo cái bản năng. Vì là bản năng cho nên là đối với người đàn ông, có cái việc chinh phục một người phụ nữ đó nó thực sự không hoàn toàn là về chinh phục trái tim người phụ nữ đó. Vì về mặt bản năng, cái động tác mà để xác nhận là một người đàn ông chinh phục được người phụ nữ đó, nó lại nằm ở cái phần quan hệ tình dục. Tức là khi một người đàn ông có thể chiếm đoạt được một người phụ nữ về mặt thể xác, thì đối với anh ta về mặt bản năng, nó đã xác định được là anh đã chinh phục được một người phụ nữ này rồi, chứ nó chưa hoàn toàn nói về phần chinh phục trái tim hay là yêu thương người phụ nữ đó. Đương nhiên, đối với người phụ nữ thì khi bạn chinh phục được cái trái tim họ thì bạn sẽ chinh phục được thể xác họ, nhưng mà đó là đối với người phụ nữ. Nhưng mà đối với người đàn ông thì cái phần chinh phục về mặt thể xác nó xác nhận cái người đàn ông đã chinh phục. Thì khi mà mới quen một người phụ nữ, cái bản năng là cái chính nó thúc đẩy anh ta. Và vì vậy cho nên anh ta tìm cách tán tỉnh người phụ nữ, làm quen người phụ nữ, rủ người phụ nữ đi chơi, sau đó là yêu cầu và đặt ra những cái cách để mà ép người phụ nữ này quan hệ. Và có rất là nhiều cách khéo léo mà người đàn ông dùng để có thể ép người phụ nữ đó quan hệ với anh ta. Như là em không tin anh sao, hay là làm như vậy là không công bằng với anh. Và họ có những cái lý do đưa ra để cho người phụ nữ có cái cảm giác là mình không công bằng. Một số người phụ nữ gặp những cái người đàn ông, họ nói là ok, chúng ta một tuần mới gặp nhau một lần thôi, mà mình gặp nhau mà em không có chiều anh như vậy là em không có tin anh. Và cái câu đó làm cho người phụ nữ cảm giác bị cắn rứt, và từ đó dẫn tới cái việc người phụ nữ một khi đã có cảm tình, đã yêu rồi là sẽ đồng ý. Và cái đó là các bạn thường rơi vào một cái bẫy mà mình nói trong cái cuốn sách là cái lộ trình hạnh phúc, tức là GPS to happiness, cái cuốn sách ebook của mình sắp phát hành đó, thì nó có giải thích. Thì đó là một trong những cái điểm mà người phụ nữ hay bị vấp vào. Bây giờ quay lại cái chuyện người đàn ông, khi người đàn ông gặp một người phụ nữ tán tỉnh và tìm cách ép người phụ nữ quan hệ với mình, thì sau một thời gian anh ta đạt được điều đó. Nếu như anh ta đạt được điều đó trước khi anh ta thật sự yêu người phụ nữ, tức là trước khi cái phần cảm xúc trong não anh ta được tác động tới, thì anh ta đã chiếm đoạt và chinh phục được người phụ nữ đó rồi về mặt bản năng. Và đối với một người đàn ông, khi đã chinh phục được người phụ nữ về mặt bản năng mà chưa thực sự yêu người phụ nữ đó, thì anh ta sẽ có cái thiên hướng gì? Chán dần đi. Đã chinh phục được rồi các bạn, vì đã chinh phục được rồi nó hết rồi. Giống như các bạn chơi game mà các bạn, mình cái này là rõ nhất nè. Giống như các bạn chơi cái cục Rubik, các bạn không biết, các bạn có biết cục Rubik không? Chắc biết đúng không? Cái cục Rubik là nó có 6 mặt và chúng ta 6 mặt 6 màu, và chúng ta vặn nó để nó về lại cái vị trí là 6 mặt đó. Mà khi các bạn đã chơi xong cục Rubik rồi là các bạn cảm giác nó, cái cảm giác nó như vậy, tức là chúng ta đã hoàn tất rồi, đã xong rồi, cái thử thách nó đã hết rồi, nó không còn cái lý do để tiếp tục chinh phục nữa. Tuy nhiên, sau khi đạt được điều đó thì người đàn ông vẫn sẽ tiếp tục quan hệ với người phụ nữ. Tại vì sao? Tại vì quan hệ tình dục mang đến cho anh ta khoái cảm. Tuy nhiên cái bản năng chinh phục nó giảm dần đi.
và thậm chí cái khoái cảm về tình dục nó cũng giảm dần đi, tại vì nó có chất lặp đi lặp lại mà nó không thực sự có cái chất của một cái tình yêu bên trong. Do đó là anh ta sẽ cảm thấy chán dần đi, và tới lúc nào đó anh ta sẽ tìm được một tình yêu mới, hay là cái bản năng anh ta lại lái tới một người phụ nữ mới. Và khi có một cái gì đó mới thì lúc đó anh ta sẽ buông cái này, tại vì nó không còn lý do để tiếp tục cái mối quan hệ đó. Nó dẫn tới việc người đàn ông bắt đầu rời bỏ mối quan hệ. Thì cái mối quan hệ, người đàn ông có thể rời bỏ mối quan hệ đó trước khi làm đám cưới, tức là trước khi có hôn nhân, hoặc là cả sau khi có hôn nhân. Thì sau khi có hôn nhân thì các bạn biết là, để giải thích sau hôn nhân thì nó chỉ là phức tạp hơn một chút xíu, là người đàn ông nó có thể đã yêu người phụ nữ, hoặc cũng có thể chưa chắc đã yêu, sau đó cưới, có con, và sau đó người phụ nữ mất dần cái sức hút đi. Vì như trong những video khác mình có nói, thì con cái, thì gia đình, công ăn việc làm, nhà cửa dọn dẹp, rồi lo bên chồng, rồi nó có nhiều thứ quá để người phụ nữ mất đi những cái mà lúc ban đầu người phụ nữ đó có, không có chăm sóc được bản thân mình, cái sức hút nó mất dần đi. Và người đàn ông lúc này bắt đầu rời xa cái mối quan hệ. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình thì cái việc rời bỏ cái gia đình nó khó hơn các bạn. Tại vì lúc đó nó dính tới tiền bạc, nó dính tới tài chánh, nó dính tới con cái, nó còn dính dáng tới gia đình chồng, gia đình vợ. Rồi thường những người đàn ông lúc đó họ có cái địa vị trong xã hội hơn, dẫn tới việc là họ sẽ bị ngại hơn, và nó có cái áp lực từ những hướng khác chống lại cái việc anh ta rời bỏ mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu mà cái sức hút nó giảm tới một mức độ nào đó, cái bản năng của họ lúc đó nó mạnh hơn cái giá trị mà mối quan hệ có thể giữ được, thì anh ta sẽ rời bỏ. Thì đó là cái phần giải thích cho bạn biết được cái đoạn là từ lúc anh ta quen cái người phụ nữ đó, chinh phục vì bản năng, nếu có yêu thì dần dần lên, sau đó rồi sức hút giảm. Hoặc là nếu không có yêu, sau khi chinh phục được người phụ nữ đó, rồi anh ta cảm thấy chán là vì lý do như mình nói, và rồi anh ta bắt đầu anh ta bỏ người phụ nữ, thì cái cảm xúc bên trong người đàn ông như thế nào, đúng không? Đố các bạn đoán thử là người đàn ông có đau đớn không, hay là người đàn ông có buồn không, hay là người đàn ông có cảm giác khó chịu không? Nếu như cái mối quan hệ mà chưa từng chạm tới cái tình yêu á, tức là gặp người phụ nữ, chinh phục được người phụ nữ đó về thể xác, sau đó rồi bỏ đi, sau đó chán dần và bỏ đi, mất đi sự hứng thú và bỏ đi, thì lúc đó cái nỗi đau cho người đàn ông chắc chắn sẽ không nhiều. Là tại vì cái phần cảm xúc chưa có bị dày vò, cái phần cảm xúc chưa có được chạm tới, do đó anh ta chưa bị sự dày vò về cảm xúc, anh ta sẽ bị sự dày vò về lý trí. Tuy nhiên cái sự dày vò về lý trí nó lại không nhiều. Đó là lý do tại sao khi một cái mối quan hệ vỡ ra và người phụ nữ đó thấy cái người đàn ông của mình rời đi, và cô ta bắt đầu có những cái động tác trách móc, hay là tò mò, khó chịu, và muốn hiểu tại sao đang vui vẻ yên ấm thế này, tại sao cảm xúc người phụ nữ đang mạnh mẽ thế này thì anh lại bỏ đi, và người phụ nữ không hiểu được điều đó. Người đàn ông thì lại thế này, vì việc người phụ nữ họ thắc mắc, họ khó chịu, họ cảm thấy vô lý, và người đàn ông này về mặt bản năng á, thì là muốn đi, tại vì nó không còn gì để chinh phục nữa. Nhưng mà anh ta lại bị sự hành hạ về lý trí, anh ta sẽ có cảm giác là mình trả lời câu hỏi này không được. Tại vì khi anh ta trả lời thẳng vào câu hỏi của người phụ nữ, về mặt lý trí chẳng khác nào anh ta thừa nhận mình là một người vô trách nhiệm. Anh ta sẽ phải thừa nhận mình là một người sai, mình là một người không công bằng, mình là một cái người, một người đàn ông mà có thể nói như Sở Khanh, như trong cái câu chuyện cười và dân gian chúng ta vẫn dùng cái hình ảnh người Sở Khanh là cái người mà chiếm đoạt người phụ nữ xong rồi bỏ đi, không có trách nhiệm. Và đó là một cái điều xấu đối với một con người, với cái phần lương tâm, với cái phần lý trí. Và anh ta không muốn đối mặt với những câu hỏi đó, anh ta không muốn đối mặt với cái sự cắn rứt của lương tâm, với cái sự cắn rứt của lý trí. Do đó thường là người đàn ông họ rút, họ thường có cái thiên hướng cố gắng rút một cách êm đẹp nhất, tức là làm sao để cho cô ta đừng đau khổ. Do đó dẫn tới việc người đàn ông thường tránh, không nói rõ ra là tại sao anh ta rời bỏ mối quan hệ, hay là tạm nói là bỏ cô gái đó. Hoặc là nếu anh ta có một mối quan hệ khác, anh ta thường tìm cách giấu. Tại vì nếu anh ta không giấu, người phụ nữ này biết được thì cái người phụ nữ này sẽ rất là buồn và rất đau khổ, và anh ta không muốn phải đối đầu với cái lương tâm, với cái phần cắn rứt của lương tâm và lý trí đó. Do đó là thường anh ta cố gắng làm sao nó càng êm thấm càng tốt. Và với một người đàn ông, cái cách giải quyết êm thấm nhất của cái việc đó là anh ta im lặng, anh ta âm thầm rút lui. Và người phụ nữ thường có cảm giác bị hụt hẫng và khó chịu là vì do đó. Họ thì thường luôn muốn tìm hiểu rõ là tại sao. Tại sao? Đương nhiên biết được lý do không làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn về mặt cảm xúc, họ vẫn sẽ buồn, thậm chí còn đau khổ hơn. Tuy nhiên về cái sự tò mò thì người phụ nữ vẫn muốn biết, nhưng mà người đàn ông thì lại không muốn nói. Lý do là vì anh ta sẽ bị cái lý trí và cái lương tâm anh ta nó cắn đứt anh ta. Do đó là
về cảm xúc của một người đàn ông khi mà rời bỏ một người phụ nữ sau khi anh ta chinh phục được về mặt thể xác. Nó là như vậy đó. Đó là lý do tại sao cái cách xử lý của đàn ông trong việc từ bỏ một mối quan hệ nó là như vậy. Mình nhớ có lần mình coi một cái phim Hồng Kông, chắc cũng phải 20 năm trước, có thể lâu hơn. Thì nó là một cái phim tình cảm xã hội thôi. Thì trong đó có hai người con trai trong phim rất là đẹp trai, đương nhiên là phim Hồng Kông ngày xưa tài tử rất là đẹp trai mà. Và họ có nói cái câu này mà mình thấy đúng. Họ nói là cua gái thì dễ hơn là bỏ gái. Thì cái thời đó các bạn biết là mình cũng mới còn trẻ, do đó là mình nghe nói cua gái dễ hơn bỏ gái. Mình thật sự chưa có cảm nhận được cái điều đó. Mình nói cua phải khó hơn bỏ chứ. Tại vì thời đó các bạn biết, những cái người đàn ông trong cái thời gian đó là rất thích là tán tỉnh và cua những người phụ nữ. Do đó mình nghe câu đó mình chưa cảm nhận và chưa hiểu được nó. Nhưng mà càng trải nghiệm lâu các bạn thì điều đó càng rõ. Tại vì bạn chinh phục được người ta đương nhiên nó không dễ. Nhưng mà khi bạn bỏ đi, nó khó ở cái chỗ cái lý trí của mình nó không có chấp nhận điều đó, và cái lương tâm mình nó cứ cắn rứt mình. Do đó là các bạn hiểu được cái cách nghĩ, những cái gì diễn ra bên trong người đàn ông khi họ rời bỏ một mối quan hệ. Còn những người đàn ông đã có gia đình hay đã từng yêu thương người vợ của mình, đã từng có những cái sự lãng mạn, sự mặn nồng và yêu thương đúng nghĩa, sau đó những đứa con ra đời, sau đó công việc bù đầu, rồi sau đó có những cái cám dỗ khác, rồi những cái thứ đó, nó làm phân tâm đi, nó làm cái tình yêu nó càng ngày nó càng nguội dần đi. Và lúc đó, và sau đó họ theo cái bản năng và họ tìm một cái tình yêu khác, hay là tìm những cái nhu cầu bên trong của họ được giải quyết bởi một người phụ nữ khác. Thì đối với những người đàn ông này nó sẽ khó hơn trong cái tình huống của những cái chàng trai trẻ để chinh phục những cô gái, vì lúc này họ bị nhiều áp lực hơn và cái phần lý trí của họ nó cắn rất là mạnh hơn. Các bạn thử tưởng tượng về con cái, những đứa con nó sẽ nhìn vào cha và anh ta bị cái áp lực vì không ai muốn là một người cha xấu cả. Rồi đồng nghiệp, rồi những người hàng xóm, bạn bè, đặc biệt là khi anh ta là người có cái địa vị trong xã hội, rồi anh ta bị nhiều áp lực về tiền bạc. Bây giờ tiền bạc như vậy, nhà cửa như vậy, tài sản như vậy, rồi bây giờ ly dị là một cái chuyện đã lớn rồi, lại còn phân chia tài sản nó như thế nào. Do đó là đối với những người đàn ông đã có gia đình nó lại càng khó hơn. Mà nếu càng khó hơn thì họ lại càng có thiên hướng giấu, tại vì họ không đối mặt được với nó, cho nên họ tìm cách họ giấu. Do đó là thường những người phụ nữ có chồng thì đôi khi vỡ cái đùng ra mới biết là ông chồng đã quan hệ với một người phụ nữ nào đó, nhiều khi đã lâu rồi, thậm chí đã có con với người phụ nữ đó rồi luôn. Đó là cái cách mà những người đàn ông người ta nghĩ. Nói chung nó cũng giống cái đàn ông, cái cách giải quyết họ giống nhau, chỉ là hai tình huống đó nó khác nhau về cái mức độ khó để giải quyết, để phải đối đầu thôi. Chứ đó là cái tâm lý chung của người đàn ông khi rời bỏ một mối quan hệ. Rồi đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về cái gì xảy ra về mặt cảm xúc, về mặt lý trí của người đàn ông khi mà họ từ bỏ một mối quan hệ. Và mình giải thích điều này ra không phải để các bạn thông cảm hơn cho người đàn ông, không phải. Mình giải thích điều này ra để các bạn biết trước, để các bạn có thể tránh và các bạn có thể nhận thấy được những dấu hiệu đó. Đồng thời các bạn cũng biết là cái chuyện chinh phục trong cái thời gian ngắn, khi mà cái phần cảm xúc của người đàn ông chưa được chạm vào, nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả hay là những cái hệ quả nào, thì các bạn có thể đoán trước được và các bạn có thể có sự quyết định cho bản thân. Rồi đó là những cái mình muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Đừng quên cho mình những cái lời bình hay là những cái ý kiến của bạn có về cái chủ đề ngày hôm nay, cho mình cái thumbs up nếu bạn thích cái video này và chia sẻ với những người bạn của mình nếu như bạn thấy cái video này có giá trị. Đồng thời đừng quên đăng ký vào kênh để nhận thêm những video khác. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau hay là trong những buổi livestream trên Facebook cũng như là những khóa học online. Xin chào mọi người, mình là Coach Tuấn Lê.